Ốc Thanh Vân và khán giả hốt hoảng khi nhận tin con gái Mai Phương nhiễm Covid-19. Theo tiết lộ của Bảo Mậu, con gái Mai Phương được xác nhận dương tính với Covid-19 và đang trong quá trình điều trị tại nhà. Biết tin, Ốc Thành Vân, Xuân Lan cùng nhiều bạn bè vô cùng lo lắng cho gia đình. Thời gian qua, dịch bệnh tại các tỉnh thành phía Nam diễn biến rất phức tạp. Mới đây, dư luận thêm một phen ngỡ ngàng khi biết tin con gái Mai Phương dương tính với Covid-19. Thông tin này được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Theo lời nữ bảo mẫu, hôm nay là ngày thứ 21, cô và theo lời nữ bảo mẫu, Hôm nay là ngày thứ 21 cô và ba trở thành F0. Trước đó vào giữa tháng 8 vừa qua, kết quả test nhanh và test PCR cho thấy hai ba con đều dương tính. Cả hai tự cách ly tại nhà, kết hợp với uống thuốc theo hướng dẫn. Trong suốt quá trình 21 ngày, Bảo Mậu cùng ba tích cực chữa trị, chiến đấu đến cùng với Covid-19. Dù mệt mỏi nhưng may mắn là đến ngày thứ 10 trở đi, sức khỏe của họ dần ổn định và tỉnh táo hơn. Cô cho biết may mắn rằng trong nhà vẫn còn người khỏe mạnh, cách ly hoàn toàn với ba con cô. Để chia sẻ của nữ bảo mẫu khiến cộng đồng mạng và bạn bè vô cùng lo lắng. Dưới phần bình luận, Ốc Thanh Vân, Xuân Lan, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên động viên cô cùng gia đình sớm khỏe lại hoàn toàn, âm tính với Covid-19. Nhiều người cũng hỏi thăm sức khỏe của những thành viên còn lại, trong đó có con gái Mai Phương. Bảo mẫu tiết lộ thêm. Minh đã được gặp bé La Vi sau 21 ngày phải cách ly nhau tuyệt đối. Sau khi Mai Phương qua đời, vì Phùng Ngọc Huy kẹt lại ở Mỹ, không thể về đón con, nên bé La Vi vẫn sống cùng hai nữ bảo mẫu. Nhóc tì được họ chăm sóc tận tình, ngày càng hoạt bát và lanh lợi.